Xin chào tất cả các bạn. Hiện nay marketing được xem là ngành học hot nhất trên thế giới với nhiệm vụ nghiên cứu nhu cầu của thị trường và phát triển kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu mà thị trường đưa ra. Học marketing khi đi du học Canada sẽ giúp cho du học sinh nghiên cứu chiến lược tiếp thị, từ đó làm nền tảng phát triển kinh doanh và giao tiếp kinh doanh. Thì ngày hôm nay, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu thêm về vấn đề du học Canada tại sao nên chọn ngành marketing các bạn nhé. Sau đây là lý do tại sao nên chọn ngành marketing khi du học Canada. Cơ cấu sinh viên quốc tế tại Canada cũng rất đa dạng, với hơn 180 quốc gia trên thế giới. Theo một báo cáo của chính phủ Canada, Việt Nam nằm trong nhóm 12 quốc gia có số lượng du học sinh tại Canada nhiều nhất. Ước tính có gần 5.500 sinh viên Việt Nam đang du học tại đất nước này. Cùng với những chính sách ưu tiên về visa dành cho du học sinh Việt Nam sang Canada, số lượng du học sinh Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng với tỷ lệ gần 90% trong giai đoạn năm 2010 đến năm 2017, chỉ xếp sau Nigeria, Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc. Như vậy, du học Canada ngành marketing sẽ ngày càng thuận lợi hơn với sinh viên Việt Nam. Ngoài ra, đối với những sinh viên tìm kiếm một trường đại học ưu tú trong một quốc gia phát triển nhất thế giới, thì Canada có thể là một sự lựa chọn hấp dẫn. Tổng cộng có đến 26 trường đại học tại Canada nằm trong danh sách những trường tốt nhất thế giới theo QS World University Ranking 2016-2017. Trong đó, hai trường có xếp hạng cao nhất của Canada là Đại học McGill vị trí 24 và Đại học Toronto vị trí 34, tương ứng đặt tại Montreal và Toronto, hai thành phố lớn nhất ở Canada. Theo đó, hầu hết các chương trình đào tạo marketing bậc đại học ở các trường tại Canada đều kéo dài khoảng 4 năm với mức phí dao động từ 12.000 đô đến 17.000 đô Canada. Sinh viên quốc tế có thể lựa chọn nhiều trường đại học và nhiều phân ngành khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của mình. Một số trường đào tạo chuyên ngành marketing như Toronto Film School, University of Manitoba, University of British Columbia. Sinh viên tốt nghiệp sau khi hoàn thành xong chương trình học ngành marketing tại Canada thường tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp trong các cơ quan quảng cáo, các công ty PR, tiếp thị của công ty, nghiên cứu marketing, bán hàng quản lý thương hiệu và các ban ngành bán lẻ và quản lý quan hệ khách hàng. Công việc phổ biến trong tiếp thị bao gồm quản lý tiếp thị, nghiên cứu thị trường, truyền thông kế hoạch, quảng cáo kế hoạch, giám đốc, tổ chức sự kiện, nhân viên quan hệ công chúng, điều hành, tư vấn các vấn đề công cộng, quản lý sản phẩm, quản lý bán hàng. Một số trường đào tạo ngành marketing tại Canada, trường Western University tại Ontario, trường Hanzin College, trường Cambridge College và trường Centennial College. Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo địa chỉ chi nhánh Quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, với số điện thoại 028-3848-4879 hoặc chi nhánh Quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, Quận 5, với số điện thoại 028-3838-2080. Lưu ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội.